Khác với sắc thái đậm chất lịch sử của đế cung Thất Thiên Tướng, câu chuyện về Vân Thượng Ngũ Kiêu như một trường ca hào hiệp bắt nguồn từ dân gian. Câu chuyện mà người Xiên Trang lưu truyền về họ đây là những chiến công oai hùng trên chiến trường khốc liệt. Lúc dân chủ phủ tập trung đại quân đáng sợ tấn công thuyền tiên UK, 5 vị anh hùng đến từ các Xiên Trang khác nhau đã tập hợp lại, đánh tan tác quân thủ, cứu lấy UK khỏi diệt vong. 5 người họ trong đó có Bai Feng, phi công người Hồ Ly nổi tiếng là một thiện xạ. Trình Lưu, kiếm sĩ tóc trắng người Xiên Trang với đường kiếm sắc bén đến mức đến cả đồng đội cô cũng không dám đứng ngang hàng, chỉ hỗ trợ từ phía sau. Jing Yuan, vị trung úy Vân Kỵ, thường ngày cười đùa vô tư, trên chiến trường tay cầm trường đao dẫn quân đẩy lùi cường địch. Anh ta võ công không sánh bằng kiếm sĩ nhưng mưu lược hơn người, có thể nghĩ ra những đối sách khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục. Đan Feng, vị ẩm nguyệt quân cao cao tại thượng, thân thủ phi phàm, trên tay là ngọn giáo xuyên mây, hô mưa gọi gió càn quét chiến trường. Còn có chàng trai tộc Đoản Mệnh Jing Xing, là nghệ nhân rèn vũ khí tài hoa, đã làm nên những lưỡi gươm sắc bén cho đồng đội. Họ không chỉ là chiến sĩ trên chiến trường mà còn là những người bạn gắn bó thân thiết, kề vai sát cánh vượt qua nguy hiểm, đẩy lùi dân chủ phú.